Lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ bên Trung Quốc. Hôm nay em tụt lên cho anh em một clip gồm 23 cuộn cước anh em. 23 cuộn này thì có be, có dàn bên dưới đây dàn carbon cho anh em tấm thẻo câu đài. Mấy cái sub leader cho anh em tấm hàng lua. Rồi đem vô cụ thể từng cuộn cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không giống clip em lên đó thì em nhận lại nha anh em. Rồi cảm ơn anh em. Rồi đem vô cuộn thứ nhất cho mình tham khảo. Một cuộn của Torrey, hàng này puro carbon nha anh em. Cuộn này có size là size số 0.8, đường kính là 0.156 mm, rất là nhỏ nha anh em. Cuộn này chia anh em tấm thẻo câu đài thôi. Cuộn này tải mát là 1 kg nha anh em, 1 kg. Rồi cuộn số 1 có giá là 250k. Tiếp theo cuộn số 2 vẫn là một cuộn Torrey, hàng 100% carbon. Cuộn này, mấy cuộn này được 100m nha anh em, 100m. Cuộn này có size là size số 1, đường kính là 0.176mm, 0.176mm. Thì cuộn này tải được 2kg nha anh em, 40lb 2kg, 100% carbon nha. Đó, vẫn là cước màu vàng, cuộn puro 100% carbon. Rồi giá vẫn là 250k nha anh em. Cuộn số 2, giá này chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cuộn số 3, cuộn này xây là xây 1.2, đường kính là 0.198mm, 100m, tải được 5lb, tầm khoảng 2kg nha anh em. 5lb là 2kg. Cuộn 1.5, 1.2 đây, 2kg nha anh em. Đó, đường kính là 0.198mm. Cuộn này quẳng được 100m, dây màu trắng nha anh em. Cuộn nguyên zin nha, hàng puro carbon 100%. Đó, hàng của Nhật nha anh em. Nó hoạch đầy đủ. Rồi, giá công khai cuộn này vẫn là 250k nha anh em. Cuộn số 3. Tiếp theo là cuộn EX. Cuộn EX này của Torrey. Cuộn này gấp cả châu bò nha anh em. Đó, cuộn này anh em tấm thẻo câu đài câu game. Đó, đánh giải. Cuộn này vẫn là 100% carbon. Cuộn này được 50m. Xây là xây 1.7, đường kính là 0.218mm. Dây màu trắng nha anh em. Cuộn này 100% carbon. Cuộn này nó không để lực tải thì em không đọc. 1.7 đây. Không để lực tải nha anh em. Đó, 100% carbon nha. Rồi, cuộn EX này thì em bán với giá là 350k nha anh em. Cuộn này cháu bò chắc rồi. Torrey, hàng loại đệ nhất. Tiếp theo sẽ là cuộn số 5. Cuộn số 5 là một cuộn, vẫn là một cuộn của Torrey. Đó. Cuộn này có hộp nhựa đẹp anh em. Cuộn này thì chia nhanh tấm thẻo câu đài rồi. Đó, tấm thẻo câu đài câu lục. Cuộn này thì có xây là xây 1.5, đường kính là 205mm. Cuộn này được 50m. Đó, giá bán là 350k nha anh em. 100% carbon. Cuộn này thì chuyên cho anh em để tấm thẻo câu đài thôi. Tấm thẻo câu đài, tấm thẻo câu lục. Anh em có thể tấm thẻo câu tôm cũng được. Dạng này dạng carbon tàng hình nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai là 350k, 50m nha anh em. Tiếp theo sẽ là cuộn của Sumlai. Đó, cuộn này vẫn là 100% carbon. Cuộn này được 30m. Xây là xây số 3, đường kính là 0.285mm. 100% carbon nha anh em. Rồi, giá là 200k. Cuộn số 6 giá 200k nha anh em. Đó, cuộn Sumlai 100% carbon. Chỉ cuộn này quẳng cho anh em trên tấm thẻo câu đài thôi, câu đài câu lục. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là hàng trên đây nha anh em. Hàng trên đây là hàng cuộn của Gento. Cuộn này vẫn là 100% carbon nha anh em. Mấy cuộn này thì chia nhanh tấm thẻo câu đài thôi. Đó.
Cuộn này thì em có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 5 xay nha anh em. Đó. Xay này là xay số số 1. 1 chấm nha anh em, có đường kính là 0.0165 mm. Đó, cuộn này được 50 m. 100% carbon, chia nhanh tấm thẻo câu đài nha. Rồi, giá công khai là cuộn này là 200k nha anh em. Hàng 100% của Seben nha. Bên Seben. Tấm thẻo câu đài làm dây trục cũng được. Cuộn xay xay số 1 nè. Xay số 1.5. Đường kính là 0.205. Cuộn số 8. Cuộn số 9 là xay số 1.75. Đường kính là 0.218 mm cho anh em. Rồi tiếp theo sẽ là cuộn cuộn số mừng. Cuộn số mừng thì xay là xay số 3, đường kính là 0.285 mm. Cuộn này vẫn là chuyên gia tấm thẻo câu đài nha, tấm thẻo làm dây trục dây bự hơn tí. Rồi tiếp theo là cuộn số 11, đó, xay là xay số 4, đường kính là 0.33 mm. Cuộn mấy cuộn này thì chuyên cho anh em tấm chục rồi, làm chục rồi, dây bự rồi. Cuộn này là 100% carbon nha anh em, hàng của Nhật đó, hàng nguyên zin luôn. Rồi giá công khai vẫn là 200k nha anh em. Đó, cuộn này cuộn số 11. Tiếp theo sẽ là cuộn số 12. Cuộn số 12 sẽ là nguyên lốc 1, 2, 3, 4. 4 lốc nha anh em. 4 lốc này là 4 lốc BE. BE này BX5 thôi nha anh em. Đó. Một cuộn là 100 m, 4 lốc là 400 m. Cuộn này có BE là BE số 3, tải là 12,5 kg. Đó. 12,5 kg BE số 3 thì chia em vô máy cô tôm này, máy nhỏ thôi. Đó, anh em có thể lấy đi lùa cũng được. Rồi giá công khai là 150k một cuộn nha anh em. Đó, 150k một cuộn. Anh em đánh lục cũng được, đánh lục đấy mấy cái này đánh cũng ok. Bia gần nha anh em, tưa nha. Rồi, giá 150k một cuộn nha. 1, 2, 3, 4, 4 cuộn. 4 cuộn này nó liền nhau nha anh em. Đó, anh em mua 2 cuộn em tách 2 cuộn, mua 3 cuộn em tách 3 cuộn. Ưu tiên anh em nào chốt 4 cuộn nha anh em. Tiếp theo sẽ là lô trục làm thẻo. Đó, cái này là cuộn này là cuộn Gentoo của Nhật nha anh em. Cuộn này thì chia cho nên làm thẻo ơi, làm thẻo. Xay là xay số 0.8, đường kính là 0.148 mm. Cuộn này được 50 m nha anh em. Cuộn này thì em có toàn là xay 0.8 thôi. 1 2 3 4 5 6. 6 cuộn nha anh em. Đó, 6 cuộn. Anh em làm thẻo câu đài nè. Cũng ok. Anh em làm thẻo đánh cá gô đồng. Gắt dây rất là nhỏ nhưng nó độ bền rất là cao nha anh em. Cuộn này là 100% carbon nha. Đó, giá 170k một cuộn. Rồi, tiếp theo sẽ là nguyên một lốc leader. Đó. Cho anh em tấm leader đi luôn. Thì lốc leader này thì em có tổng cộng là 3 xay. Xay số 14 đến số 16 sẽ là xay số 3. Đó. Xay số 3 nha anh em. Leader này thì được có 30 m thôi. Đó. Chuyên cho anh em tấm leader lua, lua lóc. Tải được 12 lb là tầm khoảng 6 kg. Xay số 3 tải 12 lb 30 m tầm khoảng 6 kg nha anh em, hàng xe ben. Cuộn này là cuộn ni lông. Đó. Giá công khai luôn, giá công khai cuộn leader đã mất tiêu giá rồi. À, giá 200k cuộn nha anh em. Đó. Thì số 14 muốn xay số 3. 200k, 15 cũng là xay số 3 luôn, 200k. 16 cũng là xay số 3, vẫn là 200k nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là ba cuộn này là chiên anh em đánh UL đánh rất là ok nha anh em. UL lô mực cũng ok.
Tiếp theo là size cuối cùng, size số 16 và size số 20, lòng size số 4 và size số 5. Size số 4 thì tải được 16 lb, 16 lb tầm khoảng 8 kg. Giá vẫn công khai là giá 200k nha anh em. Đó. Còn nguyên zin nha. 330 m. Còn số 18 là size số 5, tải được 20 lb, gơ vào tầm khoảng 20 lb là tầm khoảng 10 kg nha anh em. Anh em tấm thẻo lua làm leader, lua lóc, lua mực. Rồi giá công khai cuộn này vẫn là 200k nha anh em. Đó. Size số 5, 30 m, tải được 20 lb, sóc leader, hàng của Nhật nha anh em, hàng này của Nhật mấy giờ bên. Rồi tiếp theo là sẽ là một lô cước, lô này có bạc lây nha anh em, bạc lây. Thì em lô này em có ba, có hai xây, một xây cuộn số 19 sẽ là xây xây số mấy trời, cuộn số 19 sẽ là xây xây đường kính là 0.326 mm, 0.326 mm, thì hãy gơ vào xây khoảng 3.5 nha anh em. Đó, 3.5. Cuộn này được 150 m, tải được 6.4 kg. Đó, có bạc lây. Cuộn này full carbon 100% nha anh em. Đó, mấy cuộn này thì chia nha anh em vô máy Ikeda, vô máy cầu tôm. Đó. Rồi cuộn số 19 giá là 450k nha anh em. Thằng Mercedes-Benz. Rồi cuộn số 20 và cuộn số 21. Đây cuộn số 20 thì dây là dây xây là xây số 5. Đường kính là 0.393 mm, tải được 20 lb, nó giờ tầm khoảng 9 kg 1. Đó, nó để đây luôn em đọc. Đó, cuộn này được 150 m nha anh em. Cuộn này vẫn là 100% carbon, pro 100% carbon. Mấy cuộn này chia nha anh em vô máy Ikeda, làm thẻo làm chục nha anh em. Đó. Cuộn này là dây xây số 5 là khá bự rồi. Bạc lây. Hàng mấy xe ben nha anh em. Đó. Hàng nguyên zin nguyên tự kiện nha anh em. Đó. Rồi giá công khai là 450k luôn nha anh em. Đó. Số 19, 20, 21, 450k hết. Tiếp theo sẽ là lô be lô mực. Be lô mực là em có 3 cuộn, cuộn 20, 22, 23 và 24. Thì cuộn 20 thì xây là xây 0.6. Đó. Be nha anh em, nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu trắng. Dạ, thảo anh cho anh em coi tham khảo một cuộn nha anh em, hai màu, màu đỏ màu trắng. Cuộn này có xây 0.6, để xem vào đây, 0.6 tải được 4 kg. Đó, be này be chia cho anh em lô mực nha. Nó để cái con mồi giả của mực nè. Cuộn này được 200 m nha anh em, giá bán là 8.400 yên, nó rơi vào tầm khoảng gần 2 triệu tiền Việt Nam. Cuộn này khá căng. Rồi giá bán công khai là 550k nha anh em. Đó, hàng ra bên, hàng trên em đi lô mực, lô là be nha anh em, cuộn be. Tiếp theo sẽ cũng cuộn số 23, cuộn số 23 có xây là xây 0.8, 0.8 thì nó tải được 4 kg rưỡi nha anh em, 0.8 thì nó tải được 4 kg rưỡi. Đó, lô mực nè, chuyên anh lô mực nha anh em, lô mực anh em ở miền Tây thì có thể đánh tôm, đánh lóc, đánh ul cũng ok. Rồi giá khoảng là 550k nha anh em. Đó, xây là 0.8 nha anh em.
Tiếp theo sẽ là cuộn cuối cùng, cuộn số 24. Cuộn số 24 là size số 1. Tải được 5 kg rưỡi, 5 kg 5 nha anh em. Đó. Cuộn này quẳng được 200m nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cuộn này vẫn là 550k. Rồi, đó là tổng cộng 24 cuộn cước anh em hôm nay. Anh em ơn cuộn nào có thể báo em chụp hình cận cảnh hoặc chốt để số điện thoại, một số cuộn á, em sẽ báo cho anh em liền. Rồi, cảm ơn anh em nhé.